và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu hết về các loại vấu câu vối, và hôm nay chúng ta cùng nhau tổng kết lại về công dụng của các vấu câu. Và ngoài ra thì tôi sẽ còn hướng dẫn cho các bạn về các lỗi thường gặp về vấu câu để các bạn có thể viết các bài văn sau này ở học kỳ 2 cũng như ở lớp 9 và cấp 3 tốt hơn. Rồi, thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tổng kết lại những kiến thức về vấu câu chúng ta đã tìm hiểu lần lượt ở lớp 6, từ lớp 6 thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc một tổng kết vấu câu. Đầu tiên, dấu chấm, nó thường đặt ở câu trần thuật, nó làm dấu hiệu kết thúc câu được chưa? Ví dụ như sau: trời đang mưa rất to, chấm, nó chỉ là một câu trần thuật mà thôi, được chưa? Dấu chấm hỏi, nó thường đặt ở cuối câu nghi vấn, công phụ, biểu thị, có lúc đặt ở câu cầu khiếm, câu khiến, để biểu thị thái độ châm biếm, được chưa? Ví dụ: con đã học bài xong chưa, hỏi chấm, mày có làm không thì bảo, hỏi chấm, được chưa? Dấu chấm tham thì nó thường đặt cuối câu bổ khiếm và câu cảm thán, công phụ, dùng để biểu thị cảm xúc yêu bầu hay mệnh lệnh. Ví dụ như sau: chao ôi chấm tham, thu đũa đến phổi sao, hỏi chấm, hãy đứng dậy ngay chấm tham. Dấu phẩy thì nó thường được dùng trong câu, đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu, chủ ngữ cụ thể, giữa các thành phần phụ của chủ câu với chủ ngữ vị ngữ, giữa các từ ngữ có cùng chức vụ ngữ pháp, giữa một từ ngữ với các bộ phận chủ vị của nó và giữa các vế của câu ghép, được chưa? Chúng ta vừa rồi chúng ta đã được học về câu ghép. Câu ghép thì được nối bằng hai loại, đó là bằng các từ nối và bằng dấu, và câu như dấu phẩy, dấu hai chấm và dấu chấm phẩy, được chưa? Rồi, ví dụ: nó cứ làm y như nó trách tôi, chấm phẩy, à xin lỗi, buổi sáng hôm ấy, phẩy, trời đầy phương thu và gió lạnh. Tiếp theo là dấu chấm ngực, hay còn gọi là dấu chấm ba chấm. Nó dùng để nó dùng giữa câu, cuối câu, hai đầu câu. Nó dùng để bỏ ý đẹp kê chưa hết. Người nó ngắt quãng trộn ngắn và dòng sự kéo dài của âm thanh sự chờ đợi ý được bớt, được chưa? Và nó làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước châm biếm. Dấu chấm phẩy thì được dùng trong câu, dùng để ranh giới, đánh dấu ranh giới giữa cái của câu ghép và đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép điệp kê phức tạp, được chưa? Ví dụ: nó cứ làm im như nó trách tôi, chấm phẩy, nó cứ ưu ử nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng, hai chấm bóng mở ngoặc kép, a chấm ham, lão phà bệ lắm chấm ham, đóng ngoặc kép, được chưa? Rồi tiếp theo là đối với dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang thì chúng ta thấy được đặt ở trong câu, có công dụng dùng để chú thích, giải thích mặc đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê nối các từ trong một biên danh, được chưa? Ví dụ như là các từ nước ngoài, ví dụ như là Marie, được chưa? Bảo là ví dụ các từ nước ngoài, được chưa? Ví dụ Peter, được chưa? Pi cái ngam tơ, được chưa? Rồi và nối các biếm trong từ mượn của kiểu biếm và nối các từ nằm trong một biên danh, được chưa? Đối với dấu ngoặc đơn, nếu bạn vừa học rồi, nó dùng để đánh dấu phần giải thích, phần thuyết minh và phần bổ sung thêm. Nó thường đặt ở trong đầu hoặc cuối câu. Hai dấu chấm, hay còn gọi dấu hai chấm, thì nó dùng để báo trước phần giải thích, thuyết minh trong một phần trước đó, báo trước lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại của một nhân vật. Cuối cùng là dấu ngoặc kép, nó thường được dùng để đánh dấu từ ngữ, cô đoạn dẫn trực tiếp. Đánh dấu từ ngữ vừa bị hiểu theo ý nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai, đánh dấu từ ban tác phẩm và fan vân vân được dẫn, được chưa? Và nó thường đặt ở giữa câu và cuối câu. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng kết lại toàn bộ những kiến thức về dấu câu chúng ta đã tìm hiểu lần lượt từ lớp 6 cho đến tận bây giờ rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem các lỗi thường gặp dấu câu như thế nào mà chúng ta thường hay bị ở bài kiểm tra thường không được đạt được chất lượng cao là do cái lỗi này. Và phần 2, các lỗi thường gặp về vấu câu. Chúng ta có 4 lỗi. Lỗi thứ nhất, đó là thiếu vấu câu ngắt câu khi câu đã kết thúc. Chúng ta xét ví dụ sau trả lời câu hỏi. Tác phẩm Lão Hạc, Lão Hạc trong ngoặc kép, làm em vô cùng xúc động trong hội vũ, phải biết bao nhiêu người nông dân đã sống nghèo khổ cơ cực của Lão Hạc. Ví dụ trên thiếu vấu ngắt câu chỗ nào, bên vùng dấu gì để kết thúc câu ở câu đó. Nếu mà tôi đọc qua thì tôi thấy nó đã bị chuyển nghĩa rồi. Tác phẩm Lão Hạc làm em vô cùng trong phúc đạo trong phạm vũ, thì tôi thấy nó không hợp lý ở chỗ nào, nó không hợp lý đúng không? Bởi vì nó thiếu một dấu câu, chúng ta thấy chắc chắn thiếu dấu chấm sau từ phúc động, được chưa? Ví dụ tác phẩm
lão hạp làm em phúc vô bổng phúc động cho phải cũ chấm à xin lỗi tác phẩm lão hạp làm em vô bổng phúc động chấm cho phải cũ biết bao nhiêu người nông dân đã phúng nhọc khổ bê cùng nhiều lão hạp. Lỗi này thì cũng có thể là phép vẽ hay nhầm được chưa, nhưng đây không phải lỗi cơ bản nhất. Chúng ta sẽ bây giờ lỗi thứ nhất, lỗi thứ hai đó phùng giống nhắc vô khi vô chơi bếp phúc. Cái này cũng sẽ vẽ hay nhầm này. Phép vi phụ phong và trả lời câu hỏi. Thời bọn trẻ học ở trường mày, ông là học sinh xuất sắc nhất. Thì chúng ta vùng dấu chấm phong từ này là đúng hay sai vì sao? Ở chỗ này nên vùng dấu vịt. À chúng ta thấy là nếu mà bách ra thì ý nghĩa của câu nó sẽ rời rạc ra, chẳng hiểu vì bạn được chưa? Cho nên chúng ta nên sử dụng dấu phẩy chưa? Sửa lại thành thời bọn trẻ phẩy học ở trường này, phẩy ông là học sinh xuất sắc nhất được chưa? Bây giờ lớp thứ hai. Tiếp theo là lớp thứ ba, đó là thiếu dấu tích hợp để bách các bộ phận của câu khi bằng thiết. Chúng ta sẽ xem với vùng dưới. Đây là trả lời câu hỏi. Bạn biết bởi phải là đặc sản của vùng này. Câu này thiếu dấu gì để phân biệt danh giới bách thành phần đồng chức hay đặc dấu đó là chỗ tích hợp? Chắc chắn là dấu phẩy. Được chưa? Bởi vì chúng ta đọc chúng ta thấy là nó sẽ nhanh mà sẽ không có cái giọng điệu đâu chưa? Bạn biết bởi phải đấy. Nó giọng nó đọc liền luôn, không phải là bách dần. Và pam, quýt, bưởi, xoài, trận. Nếu mà đọc dấu câu thì bạn sẽ cần phải ngắt nghỉ từng lời. Nhưng mà đây không có gì, cứ đọc liền thôi, pam, quýt, bưởi, xoài, đấy. Cho nên chúng ta sẽ sửa lại thành pam, phẩy, quýt, phẩy, bưởi, phẩy, xoài là đặc sản này, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ pham giúp cuối cùng. Lỗ này rất dễ hay, lỗ này nhiều người hay bị nhầm. Nhầm nhất ý, được chưa? Thế ví dụ với đây là trả câu hỏi. Quả thật tôi phải, tôi không biết nên phải viết vấn đề này như thế nào và bắt đầu từ đâu, hỏi chấm. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Chấm, đừng bỏ mặc tôi lúc này, chấm. Bằng dấu chấm hỏi cuối câu thứ nhất và dấu chấm ở cuối câu thứ hai trong đoạn văn này đã đúng chưa? Bởi vì sao? Ở vị trí này nên phải dấu gì? Chắc chắn là sai. Bởi vì nó không đúng chức năng của dấu câu, nó nhầm lẫn rồi đúng chưa? Sửa lại. Quả thật phải, tôi không biết nên phải viết vấn đề này như thế nào, bắt đầu từ đâu, chấm. Anh có thể cho tôi một lời khuyên không? Đây chính là một món mà ý nghĩa nghiêm vắng. Chúng ta không thể sử dụng dấu chấm được, mà chúng ta phải sử dụng dấu hỏi chấm. Dạ, đừng mọ mặt tôi lúc này. Đây chính là câu dấu khiến. Câu dấu khiến là thường là sẽ có dấu chấm tham đằng sau. Dạ. Cho nên chúng ta sẽ ra chỗ tham. Rồi, vậy là và bộ lý thuyết của hôm nay chúng ta đến đây biết rồi. Và ở lớp 9 chúng ta sẽ không có bài tổng kết về vô câu đâu. Và hôm nay bài viết của buổi hôm nay coi như là biết tổng kết lại về toàn bộ lý thuyết về vô câu. Và hy vọng các bạn sẽ viết văn ở trong các bài tập làm văn lần sau sẽ hiệu quả hơn và đạt chất lượng cao hơn nếu bạn mắc các lỗi như thế này. Rồi buổi sau cùng phần 3 sẽ sang phần 3 luyện tập. Chúng ta sẽ hai bài này rất là dễ thôi. Bài 1, chép loại văn dưới đây vào bỏ bài tập và điểm dấu câu thích hợp vào chỗ có dấu ngoặc đơn. Con chó cái nằm ở gặm phảm bỗng chốc với đuôi vối vít. Tỏ ra dám bộ vui mừng. Biết, không biết, chấm chấm. Anh dậu từ thử từ cổng tiến vào với vai vẻ mặt xanh ngắt và buồn vứ như kẻ phát bị phục đội. Chấm, chấm chấm chấm. Vai tí, chấm chấm chấm. Hàng dần cũng có tay veo, chấm chấm chấm. Chấm 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 a chấm 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 thầy đã về chấm 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 a chấm 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 thầy đã về chấm 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 mặc kệ chúng nó chấm 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 anh chàng mồm yếu im lặng đưa gậy lên tấm phên cửa chấm 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 nặng nhọc chống tay vào gối và bước lên thềm chấm 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 rồi lảo đảo biết đếm cạnh phảm chấm 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 anh ta lăng cành trên một chiếu vách chấm 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 ngoài đình chấm mõ đập chan chát chấm 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 vái đánh phùng ba hùng chấm chấm từ vàm thổ như ếch kêu chấm chấm thì dầu ôm pom vào ngồi bên phản chấm chấm sờ tay vào chán chồng bà sẽ phản hỏi chấm chấm thế nào chấm thầy em có mệt lắm không chấm sao chậm về thế chấm trai bã nóng lên bên mà chấm thì chúng ta sẽ bài này phước đơn giản hơn. Con chó cái nằm ở gợn phản bỗng chốc với đuôi vối vít phẩy tỏ ra giám bộ vui mừng anh dậu lử thử từ cổng tiến vào với bản vẻ mặt xanh ngắt và buồn rức như kẻ phát bị tù tội chấm tay pí vậy thằng dần cũng vô tay reo hai chấm ngạch dấu ngạch ngam chấm hạng a phải đã a chấm ham phải đã về chấm ham a chấm ham phải đã về chấm ham mặc kệ chúng nó phẩy anh chàng mồm yếu im lặng đưa dựa gậy lên tấm phên cửa phẩy nặng nhọc chống tay vào gối bước lên hềm chấm vội lảo đảo đi đến cạnh phản
phẩy, anh ta lăn tuềnh trên chiếc chiếu vách, chấm. Ngoài đỉnh, phẩy, mõ đập chăm chát, phẩy, chống vai đánh, phùng hùng, phẩy, bù vàng hổi biểu ếch bêu, chấm. Chị vợ ôm bom vào ngồi bên phạm, phẩy, vợ bay của chám chồng, bà phễ phản hỏi, hay chấm. Vớ hỏi ngam thế nào, vớ hỏi chấm, thầy em có mệt lắm không, chấm, sao chậm mệt thế, hỏi chấm, chán đã nóng lên bay mà, chấm han. Bé chính là vợ phương bài bài 1, bài này viết hợp vẽ. Bài 2 phải khó hơn một chút. Phát hiện lỗi về vớ bêu chúng tôi đã văng sau đây và thay vào đó bác vớ bơ thích hợp có điều chỉnh chữ viết hoa trong các trường hợp tiếng thiết. A phăm mãi tới vợ anh mới về, phải mẹ ở nhà chạy mãi, chấm, mẹ vặng là, hai chấm, mở ngoặc kép, anh phải làm xong bài tập chương trình này. Chấm. B từ xưa trong cuộc sống lao động và sản xuất nhân phương ba có truyền thống thương nhau trong khó khăn văn khổ, chấm, vì vậy bộ câu bộ ngữ lá lành đùm lá vách, chấm. C mặc dù đã qua bao nhiêu năm tháng, chấm, nhưng cô vẫn không quên được những kỷ niệm êm đềm của bé học sinh. Thì chắc chắn là phong mai tới vợ anh mới về là một công mặt món mong man mình đích nghi vấn thì chúng ta sẽ có số hỏi chấm. Mẹ ở nhà chờ anh, mẹ vặng là, hai chấm, mở ngoặc kép, anh phải làm xong bài tập trong chiều nay, đóng ngoặc kép. B từ xưa phải trong một sống lao động và sản xuất truyền thống yêu thương nhau, phúc đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn gian khổ, vì vậy phải có bước ngôn ngữ lá lành đùm lá rách. C mặc dù trẻ không quên được kỷ niệm êm đềm thời học sinh. Thế là xong, chúng ta chỉ bỏ việc chấm thôi. Dạ rồi, về bài học bé mới rồi, hy vọng bạn sẽ cố gắng làm tốt những cái bài tập này nhé. Và các bạn qua đó bạn sẽ hứa cho tôi là một điều là bạn sẽ viết văn tốt hơn, nắm vững được dấu vô thì chắc chắn bài văn của bạn sẽ chất lượng cao hơn đó. Cho nên mong các bạn sẽ nắm vững thật chắc về các bài dấu vô và nắm vững được các lỗi thường gặp về dấu vô để tránh mắc những cái lỗi này khiến cho bài mất chất lượng cao, sẽ khiến chất lượng thấp, được chưa? Vậy bài học bé bích rồi, bạn về nhà chuẩn bị cho tôi bài thuyết minh về một thể loại văn học nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.